Trước hết là xin review lại cái câu hỏi ta vừa làm quiz. Câu hỏi thứ nhất là về cái điện trơ và điện ly không trơ, thì ở đây hỏi chất điện ly nào là điện ly không trơ. Nếu nhìn vào đây các anh chị có thể thấy là trong ba cái chất, bốn cái chất điện ly này thì chúng ta sẽ thấy ngay là Na2CO3, thì có cái gốc CO3 này, carbonate này, thì nó có thể phản ứng với sắt 3 cộng để tạo thành sắt 3 carbonate. Đây là cái chất mà cái tủa, và vì vậy nó sẽ làm cho cái lớp khuếch tán của hệ keo này nó mất đi, và như vậy thì nó sẽ làm cho keo tụ. Thì cái đáp án cuối cùng ở đây chúng ta sẽ có là Na2CO3. Trong cái câu hỏi thứ hai, phát biểu nào sau đây đúng về quan hệ giữa thế zeta và điện thế bề mặt ở cây không, thì chúng ta sẽ có trước hết là thường cùng dấu, xin lỗi, thường cùng độ lớn nhưng mà khác dấu, thì cái này là không đúng, tại vì nó là thường cùng dấu nhưng mà khác về độ lớn, đúng không? Thế zeta và thế bề mặt thường cùng dấu nhưng khác nhau về độ lớn, cái này là như đáp án tôi vừa nói ở trên, đúng không? Thì đáp án là đáp án B. Còn đây là hai đại lượng mà không có quan hệ với nhau thì không đúng. Chúng ta zeta và khi không là nó có quan hệ với nhau. Ở bề mặt luôn điện thế bề mặt luôn cùng dấu với thế zeta, thì cái này nó không 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 đúng, và tại vì có những trường hợp mà nó khác dấu, chúng ta đã nhìn thấy ở trong cái phần review rồi. Phương pháp nào sau đây không được sử dụng để điều chế hệ keo, thì cái này chúng ta có thể thấy là bốn cái này cũng chỉ có cái nhiên khô này, nó không có nằm trong đấy, thì chúng ta biết là nhiên khô tức là nhiên bột, nhiên ra bột, và thường cả cái bột đấy thì có kích thước nó cỡ khoảng độ micromet, để mịn lắm thì nó cũng chỉ đến được khoảng độ vài ba micromet thôi, còn nếu mà chúng ta dùng nhiên khô thì nó sẽ không không thể nhỏ hơn nữa, và vì vậy cái phương pháp nghiền khô này là thường không được dùng để điều chế hệ keo. Câu hỏi thứ tư là phương pháp nào sau đây được dùng để tinh chế hệ keo? Cái thứ nhất là cố cạn dung dịch, thì cái này cố cạn thì thường nó liên quan đến cái việc bay hơi, thì thường là không dùng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi cố cạn như thế này thì các cái phân tử nhỏ, các cái ion thì nó vẫn nằm nguyên ở trong đấy, đúng không? Chỉ có dung môi bay hơi đi, cho nên là không phù hợp để tinh chế hệ keo. Thứ hai là lọc lấy dịch, thì ở đây thì cái phương pháp này thì là đúng, nhưng mà thường cái hệ keo thì nó phải nằm ở trên, cho nên là nếu mà chúng ta lấy cái phần dịch tức là chúng ta chỉ lấy phần tạp thôi. Và ngược lại với cái phương pháp, cái đáp án B là đáp án C, thì cái ở đây cũng là lọc nhưng mà chúng ta lấy cái phần mà chất lỏng còn lại ở trên, thì cái phần đấy là phần mà chứa hệ keo, còn những cái phần mà cái ion và phân tử nhỏ nó đã chảy xuống ở dưới dịch lọc rồi, chúng ta bỏ cái phần dịch lọc đấy đi. Thì đáp án C là đáp án đúng. Còn đáp án D thì chắc là không đúng rồi, khi kết tinh lại thì chúng ta đã phá vỡ cái cấu trúc hệ keo rồi, đúng không? Sang câu hỏi thứ năm là hiện tượng nào ảnh hưởng nhiều nhất đến độ bền của hệ keo? Thì các anh chị chú ý cho là có mấy cái hiện tượng là xa lắng, hiện tượng kết tụ và hiện tượng ozone ripening. Thì trong đối với một cái hệ keo bình thường thì cái sự kết tụ giữa các tiểu phân là cái yếu tố mà nó gây nên keo tụ nhanh nhất, và chúng ta nhìn thấy rõ ngay lợi gần như ngay lập tức hoặc là trong một khoảng thời gian ngắn. Còn hiện tượng ozone ripening thì nó vẫn xảy ra nhưng mà nó sẽ xảy ra với cái tốc độ chậm hơn. Các anh chị có thể thấy là đấy là quá trình phối hợp giữa hòa tan tiểu phân nhỏ và nó đi ra bên ngoài, và cái tủa trên cái tiểu phân lớn, và vì vậy nó cần cái khoảng thời gian để nó hoàn thành cái quá trình đấy. Và vì vậy còn một yếu tố nữa là yếu tố xa lắng, thì các cái hệ keo điển hình thì thường có kích thước nó khoảng độ dưới 200 nanomet, cho nên là cái việc xa lắng nó không có phổ biến, hay nói cách khác là cái chuyển động, chính cái chuyển động Brown nó chiếm ưu thế so với sự xa lắng.
Và vì vậy thì phản đối với tiểu phân keo, đối với cả cái hệ keo thì nó không còn không không phải là yếu tố chính để gây ra cái sự sự bất ổn định hoặc là sự kém bền của hệ keo. Và vì vậy nhìn ở trong đây chúng ta sẽ thấy cái đáp án A là đáp án hợp lý nhất, là sự kết tụ của các tiểu phân khi va chạm với nhau, đúng không? Và cái này một lần nữa thì xin nhắc các anh chị là cái cấu trúc của tiểu phân keo là cái cốt lõi. Nếu các anh chị nắm rõ cấu trúc của nó thì tôi nghĩ là các cái câu hỏi nó không có cái gì là khó với các anh chị cả, đúng không? Còn cái đáp án cuối cùng ở đây là sự trao đổi ion trong lớp khuếch tán ở bên ngoài, thì cái này nó không ảnh hưởng đến đối với hệ keo, là tại vì các cái ion ở lớp khuếch tán thì nó linh động và nó có thể đi ra bên ngoài cái mai sơn keo, và những cái ion khác nó lại đi ngược trở lại vào một cái chỗ. Cái này chúng ta sẽ có đáp án là đáp án A. Thì các anh chị có đáp án rồi, các anh chị ngẫm nghĩ lại một tí về các cái lựa chọn của mình để chúng ta rút ra cái hiểu biết ở trong cái phần hệ phân tán keo, đúng không? Thì sau đây thì tôi xin sang cái phần hỗn dịch. Thực ra thì hỗn dịch này là cái phần mà nó tính chất của hỗn dịch nó rất giống với hệ keo, hay có thể nói rằng là hệ keo nó giống đến rất giống với hỗn dịch. Thì tuy nhiên nó có một cái điểm khác biệt, đấy là kích thước của tiểu phân phân tán. Đối với hệ keo thì cái tiểu phân phân tán nó rất nhỏ, còn hỗn dịch nó lớn hơn, và chính cái sự khác biệt về kích thước đấy thì nó sẽ kéo theo một số các tính chất cũng như là độ bền của hỗn dịch nó khác hẳn với hệ keo. Chúng ta còn nhìn vào cái hình ở trên đây, chúng ta sẽ thấy là có ba cái lọ. Lọ thứ nhất là đựng hệ keo, lọ thứ hai là hỗn dịch khi mà chúng ta để yên, lọ thứ ba là hỗn dịch khi mà chúng ta lắc lên. Thế nhìn vào đây thì chúng ta có thể thấy ngay là hệ keo và hỗn dịch nó khác nhau như thế nào, đúng không? Nếu mà hệ keo thì chúng ta sẽ thấy là hoặc là trong suốt hoặc là gần như đục mờ, thì hỗn dịch chúng ta sẽ thấy là diện để một thời gian thì nó sẽ lắng xuống, và nếu chúng ta lắc lên thì nó sẽ lại phân tán đều. Thì đây là một cái hỗn dịch bền, đảm bảo yêu cầu về độ bền, đúng không? Cả cái hỗn dịch mà được dùng trong dược phẩm thì gồm có được dùng cho cả cái chế phẩm cũng như là cả cái đường dùng khác nhau. Ví dụ như ở đây cái trường hợp đầu tiên là người ta Đây dùng thì cho có là em có thể dùng cho thức uống. ok thì tương tác với Chúng ta dùng nhưng cho mà thức uống. cái Thì ví dụ như là cả cái ví dụ như ở đây là amoxicillin chẳng hạn, là một cái kháng sinh rất là phổ biến, hoặc là một số các cái thuốc giảm đau non-steroid, hạ sốt giảm đau non-steroid, thì chúng ta cũng sẽ có người ta cũng thường có thể bào chế dạng như thế này, hỗn dịch paracetamol hoặc là hỗn dịch ibuprofen. Thì đây là hỗn dịch uống. Một cái loại hỗn dịch thứ hai cũng khá phổ biến, đấy là hỗn dịch thuốc nhỏ mắt. Thì những cái thuốc mà có độ tan kém ở trong môi trường mắt thì người ta để cho đưa vào đủ liều thì người ta phải dùng dạng hỗn dịch, đúng không? Và cái dạng hỗn dịch thứ ba cũng rất là phổ biến, đấy là dạng hỗn dịch tiêm. Thì ở đây cả cái hỗn dịch tiêm này thì thường là tiêm bắp. Thế còn cái hỗn dịch mà có khả năng tiêm vào tĩnh mạch thì đấy là các hệ keo mà chúng ta vừa nói ở trên, đúng không? Thì đây là cả cái dạng thuốc hỗn dịch mà chúng ta có thể gặp phải. Thì ở đây là hỗn dịch metin prednisolone, đây là một cái thuốc steroid. Và cái để mà đưa dạng hỗn dịch như thế này thì người ta phải dùng cái dạng muối không tan, và ở đây là metin prednisolone acetate. Nếu mà các anh chị sau này các anh chị học, các anh chị sẽ thấy là cái metin prednisolone này cũng có dạng dung dịch không thôi. Thì chúng ta sẽ có, khi mà tiêm dưới dạng hỗn dịch như thế này thì nó sẽ có một cái ưu điểm là nó kéo dài giải phóng của thuốc, và thay vì một ngày tiêm 2 lần thì bây giờ người ta có thể tiêm 1 tuần chỉ 1 lần thôi, tùy theo bệnh. Ví dụ như là đối với dị ứng theo mùa thì người ta chỉ cần tiêm 1 lần duy nhất vào đầu mùa, hoặc là đối với cả cái trường hợp mà có cái nó không phải cấp tính thì người ta có thể tiêm 1 tuần 1 lần, hoặc là 1 ngày 1 lần, chứ không không nếu mà dạng dung dịch thì chúng ta phải tiêm ngày 2 lần chẳng hạn. Vậy thì hỗn dịch là gì?
Nếu mà các anh chị nhìn vào cái định nghĩa như thế này thì chúng ta sẽ thấy là nó rất giống với hệ keo, đều là hệ phân tán rắn trong lòng. Đó. Và cái kích thước phân tán nó khác nhau ở kích thước của tiểu phân phân tán. Nếu dẫn dịch thì 500 nhỏ 500 lớn hơn 500 nanomet, trong khi để hệ keo thì nhỏ hơn 500 nanomet và phổ biến là từ khoảng độ 200 nanomet trở xuống. Đó. Về đặc điểm cấu tạo thì các anh chị có thể thấy ở trên cái slide này rồi. Đó. Và cái điểm khác nhau ở đây một lần nữa là kích thước tiểu phân và độ bền động học. Độ bền động học nó cũng chính là cái hệ quả của kích thước tiểu phân. Một cái hỗn dịch khi mà chúng ta để yên thì chúng ta sẽ thấy là nó sẽ tách lớp dần thành cả cái lớp khác nhau, và điển hình thì sẽ có một cái lớp cuối cùng là lớp nén. Đó. Và tiếp theo là lớp chuyển tiếp nó dày đặc hơn. Và lớp xa lắng chậm này thì nó có mật độ tiểu phân nó ít hơn, thường có dạng được mờ. Đó. Và sau đấy là cái lớp không có tiểu phân là lớp trong suốt ở trên. Thế thì sau một cái khoảng thời gian nếu mà chúng ta để lâu hơn nữa thì cả cái lớp này nó sẽ dồn lại với nhau, và cái phần mà trong suốt này nó sẽ chiếm phần lớn, còn cái phần mà cả cái tiểu phân lắng nó xuống ở đây. Vậy thì khác với keo hỗn dịch là đương nhiên bị xa lắng, đúng không? Nó không 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 thể giữ mà không xa lắng trong một thời gian dài. Tất nhiên là nếu mà chúng ta cho cả cái chất mà tăng độ nhiệt rất lớn, chúng ta sẽ có thì hỗn dịch nó sẽ phân tán ở cái thời gian lâu hơn. Đó. Một cái hỗn dịch thì khi mà chúng ta pha một cái hỗn dịch thì nó sẽ có những cái hiện tượng, những cái trường hợp như thế này nó xảy ra. Thứ hết là khi mà mới bào chế ra hỗn dịch thì chúng ta sẽ có cả cái tiểu phân là cả cái tinh thể dược chất, có thể là cả cái tinh thể hoặc là cả cái tiểu phân rắn của dược chất ban đầu, đúng không? Thì cái này trong trường hợp lý tưởng nhất thì nó sẽ tạo thành một cái lớp bên ngoài, lớp bao bọc bên ngoài, cũng như lớp xung vat hóa cũng như là lớp diện tích để cho tạo thành các cái tiểu phân tách biệt như thế này. Thì đây là trường hợp lý tưởng nhất. Trường hợp thứ hai là các cái tiểu phân này nó cũng có được các cái lớp bảo vệ bao ngoài, nhưng mà nó vẫn tiếp tụ lại với nhau thành các cái tiểu phân to, thành từng đám. Thì tuy nhiên khi mà chúng ta hỗn dịch ở trạng thái thì nó có thể chuyển sang ở trạng thái này nếu mà chúng ta tác động lực vào, hay nói khác là chúng ta lắc, thì hai cái này có thể chuyển hóa cho nhau, gọi hai trạng thái này chuyển hóa cho nhau. Một cái khả năng thứ ba là từ các cái tiểu phân như thế này sau đấy nó bị kết tinh trở lại, và khi mà kết tinh thì nó sẽ tạo thành cả cái tinh thể lớn hơn, và cả cái tinh thể này nó có thể là hình que hoặc là hình lục giác hoặc là hình đa giác, hình đa diện. Thì cái này nó có nhiều hình dạng khác nhau và kích thước lúc đấy nó thường nó phải trên 10 micromet. Ở cái trạng thái trung gian là cái trạng thái mà cái bánh cái tụ như thế này, thì nó có thể là chuyển, ngoài cái chuyện khi chúng ta lắc nó có thể tách ra thành ra từ phân phân tán riêng rẽ, thì đồng thời nó cũng có một cái khả năng là những cái tiểu phân này, những cái đám này khi mà để một thời gian thì nó sẽ kết tụ với nhau chặt hơn dưới cái đáy lọ và nó đóng bánh lại. Thì đây là cái khả năng thứ tư, là cái trạng thái cuối cùng của cái tụ thành cả cái tiểu phân nhỏ thành cả cái đám của cả cái tiểu phân nhỏ. Và nếu mà nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là cái hỗn dịch thông thường có thể chấp nhận được trong dược phẩm, đấy là cả cái hỗn dịch mà ở trạng thái này hoặc ở trạng thái này. Còn khi mà hỗn dịch nó chuyển sang trạng thái đóng bánh hoặc là bị kết tinh kết tủa thành các tiểu phân to hơn thì hai trường hợp này là hai trường hợp mà không ổn định và không được ứng dụng trong dược phẩm. Vậy thì cái thành phần của hỗn dịch nó khác gì với cái thành phần của hệ keo hay không? Trước hết là về thành phần chính là nó vẫn gồm một pha rắn và một pha lỏng, chắc chắn là như vậy. Và cái này là nó cũng giống như hệ keo. Thế vì cái đặc tính của hỗn dịch nó lắng như vậy cho nên là để ổn định nó thì bắt buộc phải có thêm các cái chất khác, ví dụ như là thấm bề mặt, là cái chất mà làm cho các cái tiểu phân keo nó thấm ướt với dung môi tốt hơn. Cái thứ hai là chất tăng độ nhớt, thì các anh chị biết là cái xa lắng là đương nhiên, và để làm chậm cái quá trình xa lắng đấy người ta phải tăng độ nhớt của cái hệ lên, và lúc đấy chúng ta sẽ có là chất thành phần là chất tăng độ nhớt ở trong trong môi trường,
trong trong cái môi trường phân tán. Và cái ba phải có thể có hoặc là có thể không, đấy là chất tạo điện thế. Thì nếu mà có được tạo cái quả, nếu mà có điện thế thêm vào đấy thì nó sẽ làm cho các cái tiểu phân nhỏ nó đỡ sáp nhập vào nhau hơn, và nó cũng làm cho cái ngăn chặn cái quá trình mà sáp nhập tạo thành các cái tiểu phân lớn hơn. Thế tuy nhiên cái thành phần tạo điện thế này là không phải là thành phần bắt buộc, hay nói cái khác là rất nhiều hỗn dịch bền mà không có cái lực tạo điện thế nó khác với cái hệ keo đó. Và cái nhóm chất cuối cùng thì thường chúng ta sẽ ít thấy trong hệ keo, đấy là cái chất bảo quản mốc và vi khuẩn. Thì trong hỗn dịch tại sao lại có cái này, thì nguyên nhân là tại vì trong hỗn dịch thì bao giờ cũng thường có chất làm tăng độ nhớt, và chất làm tăng độ nhớt thì nó sẽ bản chất chủ yếu là các cái polymer, mà polymer thì chính là thức ăn của nấm mốc và vi khuẩn đó. Và vì vậy trong hệ mà có polymer thì thường là rất dễ bị nấm và bị nhiễm nấm và vi khuẩn phát triển ở trong đấy. Và để cho cái hỗn dịch thuốc nó bền ấy, thì bắt buộc thì người ta thường cho những cái chất này đó. Đặc biệt là những hỗn dịch mà dùng nhiều liều trong một cái đơn vị đóng gói, ví dụ như một cái lọ hỗn dịch amoxicillin cho trẻ em chẳng hạn, thì chúng ta biết là người ta cho hỗn dịch vào đấy, người ta tạo hỗn dịch, thì cái hỗn dịch đấy sau khi mở nắp không phải chỉ dùng một lần, mà thường cái chai hỗn dịch khoảng 50-60 ml, thì mỗi lần trẻ em chỉ uống 2,5 cho đến 5 ml, còn sau đấy người ta lại đóng nắp lại, và lần sau thì người ta sẽ lại rót 2,5 cho đến 5 ml tùy theo cân nặng, thì chúng ta sẽ có cái liều thứ hai. Và trong cái quá trình mở nắp như vậy thì cái vi sinh vật ở môi trường nó có thể nhiễm vào trong cái thuốc, và nó gây cái hiện tượng lên mốc hoặc là bị vi khuẩn lên phát triển ở trong đấy, làm cho cái thuốc không đạt yêu cầu. Và vì vậy người ta cho cả cái chất bảo quản chống vi khuẩn vào, đúng không? Một cái thành phần khác thường thấy trong cả cái hệ thống tiêm, đấy là cái chất mà điều chỉnh pH và đặc trương. Thì hai cái thành phần này là hai thành phần mà rất gặp phổ biến ở trong thực tiêm đối với các cái dung dịch, các cái hỗn dịch mà dùng để uống thì có thể thêm cái mùi vị cho nó dễ uống, đặc biệt là đối tượng là bệnh nhân là trẻ em, gọi cũng như là màu cho nó hấp dẫn. Thì đây là những cái thành phần thường thấy ở trong cái hỗn dịch. Thì anh chị có thể thấy là mặc dù nó đơn giản hơn nhưng mà về về thành phần thì có vẻ như nó nhiều thành phần hơn so với cái keo thông thường. Nếu chúng ta nói về cái động lực của độ bền hệ phân tán keo và hỗn dịch, chúng ta sẽ thấy là đối với hệ keo thì chúng ta biết là độ bền động học hay độ bền tập hợp là nó được tạo động lực bởi cái lớp cấu tạo điện tích của hệ keo, đúng không? Tức là thế bề mặt và thế zeta. Thế thì ở trong hỗn dịch nó cũng có thể tạo nên cái lớp như thế này, nó vẫn có thể có cấu tạo của cái lớp điện kép như thế này. Trong hỗn dịch có thể cũng có cái lớp điện kép như thế này. Cái kích thước của lớp điện kép này nó sẽ rất nhỏ, hay nói cách khác ví dụ như bề dày của lớp phát tán ở đây nó rất nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với cái kích thước của một hỗn dịch. Và nếu mà có đi chăng nữa thì nó cũng phải là động lực để tạo nên độ bền của một hỗn dịch. Các anh chị nếu mà trong một cái hỗn dịch điển hình thì chúng ta sẽ thấy ví dụ như ở đây là tiểu phân rắn. Bên ngoài tiểu phân rắn thì bao giờ nó cũng sẽ có một cái lớp sulfat hóa. Và phổ biến trong cái lớp sulfat hóa này thì chúng ta sẽ có các cái phân tử polymer nó hấp thụ lên đây, hoặc hay bằng các cái polymer thì có thể là các chất gây thấm, là các cái chất hoạt động bề mặt mà có giá trị HLB từ khoảng độ 10 từ 7 cho đến 12. Rồi, xin lỗi anh chị một phút ạ.
theo thì hỗn dịch là luôn luôn có một cái lớp xung văn hóa này, và chính cái lớp xung văn hóa này nó là động lực để giữ cho các cái tiểu phân keo tách rời khỏi nhau, và có thể mặc dù nó xa lắng nó kết tục lại với nhau, nhưng mà khi mà chúng ta lắc lên thì nó sẽ phân tán được trở lại. Đấy là đặc điểm của hỗn dịch khác với hệ keo thông thường. Các anh chị hình dung là nếu mà hai cái tiểu phân hỗn dịch và có cả cái phân tử polymer nó hấp phụ lên trên bề mặt thì nó sẽ có tác dụng như thế nào để độ bền của hỗn dịch. Đây, các anh chị thấy là ví dụ như cả cái tiểu phân rắn ở đây có dạng màu đỏ, có màu, là hai tiểu phân màu đỏ ở đây mà được polymer nó hấp phụ lên đây thì nó sẽ tạo ra cả cái steric cản trở không gian, hay là được cả cái đuôi mà nó cản trở cái sự sáp nhập của hai tiểu phân. Trong trường hợp mà nó tách ra như thế này thì không nói được gì, nhưng mà trong trường hợp mà nó xa lắng, nó lắng xuống và nó gần nhau hơn, thì chính cả cái steric này là những cái mà cản trở cái sự gặp nhau của hai cái tiểu phân rắn, và như vậy thì nó sẽ ngăn chặn được cái quá trình gọi là từ fusion, tức là hai tiểu phân này nó gắn lại với nhau, đúng không? Vì nó không thể sáp nhập được cho nên là nó không thể fuse với nhau được, cho nên là chúng ta sẽ thấy là chính cả cái đuôi polymer này nó sẽ tạo thành cản trở, và cái đuôi này, hai tiểu phân này nó dễ dàng tách ngược trở lại thành hai tiểu phân riêng biệt như ở trên khi mà chúng ta tác động lực vào, đúng không? Thì về độ bền của hệ keo thì chúng ta cũng cũng đã gặp cái đồ thị này rồi. Đây là độ lớn của lực tương tác và đây là khoảng cách. Thì cái này nó vẽ một cách hơi thái quá để làm sao để nhấn mạnh cái điều mà chúng ta muốn nói. Thì ở đây hỗn dịch nó cũng sẽ có tồn tại hai cái cực tiểu này. Cực tiểu thứ nhất là cực tiểu thuận nghịch và cực tiểu thứ hai là cực tiểu không thuận nghịch. Nếu hai tiểu phân keo mà đi đến cái độ hai cái tiểu phân hỗn dịch mà nó đi quá về D này, hay là khác là nó có thể tồn vào cái vùng này, thì cả cái tiểu phân này nó sẽ lập tức nó kết hợp lại với nhau và chúng ta không có khả năng phân tán ngược trở lại bằng cả cái lực thông thường, ví dụ như lắc, ví dụ như là nhẹ, thì chúng ta sẽ không có không 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 chuyển ngược trở lại thành trạng thái phân tán. Trong khi đấy nếu mà vẫn tồn tại ở cái cực tiểu thứ hai, tức là mặc dù cái tụ nhưng mà cái khoảng cách giữa hai cái tiểu phân kẹo, hai tiểu phân hỗn dịch nó đủ lớn, thì khi chúng ta lắc thì cái tiểu phân này nó sẽ tách nhau ra và nó sẽ tạo thành cái hỗn dịch đều. Các anh chị có thể thấy ở đây là một cái đây là một cái hỗn dịch dịch tiêm, hóa chất của nó là testosterone, một cái hormone sinh dục nam. Anh chị có thể thấy là khi mà để một thời gian ngắn, khi mà để thời gian thì cả cái tiểu phân rắn nó sẽ bị xa lắng, nó nằm ở phía dưới, đúng không? Trong khi đấy cái phần trên này là phần anh chị có thể thấy là các lớp của hỗn dịch, thì cái lớp trên cùng này nó trong suốt, hay còn gọi là particle free layer, thì cái phần này nó không có tiểu phân và chúng ta sẽ thấy trong suốt như một cái dung dịch. Đó. Về yêu cầu về độ bền của hỗn dịch thì chúng ta sẽ thấy là khác với hệ keo là chúng ta không thấy nó phải đảm bảo không bị xa lắng. Còn đối với hỗn dịch thì yêu cầu nó dễ dàng hơn, đấy là mặc dù bị xa lắng nhưng mà hỗn dịch phải phân tán ngược trở lại. Đó. Và kích thước tiểu phân này phải đủ nhỏ, có tăng lên thì cũng không đáng kể, đúng không? Và cái nữa là phải đảm bảo độ đồng nhất khi phân tán lại, cái này nó rất là quan trọng đối với cả cái thuốc đa liều. Các chị hình dung là nếu một lọ hỗn dịch kháng sinh cho trẻ em chẳng hạn, nếu mà nó không không phân tán đều lại, không đồng nhất khi phân tán đều lại thì chúng ta sẽ thấy là rất nguy hiểm. Ví dụ như là cái liều đầu tiên có lẽ là lúc 10 pha thì nó sẽ đều, nhưng mà sau khi chúng ta để vài tiếng đồng hồ nó lắng xuống mà chúng ta không phân tán ngược trở lại được thì nó sẽ có hiện tượng là cái lớp ở trên nó còn nồng độ thấp, còn lớp dưới nó nồng độ cao, và điều đấy nó dẫn đến là
trong những cái liều đầu, trong những cái lần uống đầu tiên thì không đủ liều, trong khi đấy những cái lần uống sau cùng thì lại quá liều. Và các anh chị biết cũng hình dung rồi, nếu mà không đủ liều thì không có tác dụng điều trị, và nếu mà quá liều thì có nghĩa là nó sẽ gây độc. Và cả cái hỗn dịch thuốc là thường phải bền trong một cái thời gian ngắn. Vậy thì ngắn là bao lâu? Cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái dạng thuốc và tại sao mà cần phải bền trong thời gian ngắn, thì nó cần cái thời gian để đảm bảo là thuốc có thể phân liều được. Và đối với cái tiêm thì cái việc phân tán đấy, ngoài cái việc cho nó đều để lấy thuốc ra, thì còn có một cái điều kiện nữa là nếu mà thuốc mà xa lắng quá nhanh thì nó sẽ gây tắc kinh tiêm và không tiêm được. Thì đấy là lý do tại sao mà thuốc hỗn dịch phải bền trong cái thời gian ngắn. Thì trên đây là toàn bộ cái phần về hỗn dịch, nó cũng không 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 có dài. Các anh chị có thể xem thêm trong tài liệu, và cũng như cả cái phần trước, thì phần hỗn dịch này cũng sẽ có một cái quiz. Tôi sẽ assign cái quiz đấy vào trong trong phần assignment, và các anh chị tranh thủ kết hợp vừa 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 nghỉ khoảng độ 10 phút, vừa làm